Cuộc đua sông Mã tại Premier League 2021-2022 cuối cùng cũng đã khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho Man City. Họ bảo vệ thành công ngôi vương của mình trước sự băng đuổi cực kỳ quyết liệt của đội bóng thành phố cảng cho đến những giây phút cuối cùng. Và nhờ chiến thắng trước người cũ của Liverpool, Steven Gerrard đã giúp cho đoàn quân của Pep Guardiola có lần thứ 8 trở thành câu lạc bộ bóng đá mạnh nhất xứ sương mù. Và trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm lại chặng hành trình đáng nhớ của đội chủ sân Etihad trong hành trình bảo vệ ngai vàng Premier League, chứng tỏ quyết tâm và bài học đồng đắt giá. Sau khi vô địch nước Anh mùa giải năm ngoái, Manchester City đã gần như trở thành một tập thể hoàn hảo. Từ thủ thành Ederson, Ruben Dias ở hàng hậu vệ, Kevin De Bruyne ở hàng tiền vệ cùng với những vệ tinh xung quanh. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ để Pep Guardiola cảm thấy tự tin để có thể bảo vệ ngai vương. Sự ra đi của Sergio Aguero, Ferran Torres trên hàng công khiến cho Pep Guardiola nhận ra rằng ông có thể bổ sung thêm nhân sự để hoàn thiện hơn sơ đồ không tiền đạo của mình. Trong khi đó, ở khu vực nửa dưới ở bảng xếp hạng, đang có một tiền vệ tấn công đang tỏa sáng rực rỡ tại Aston Villa. Một cầu thủ người Anh, giàu tiềm năng và có được trong mình những phẩm chất chơi bóng mà Pep đang tìm kiếm. Đó là Jack Rollis, cầu thủ đang chơi cực cháy tại Villa Park với số bàn thắng và 12 kiến tạo chỉ trong 26 trận. Jack Rollis sở hữu kỹ năng đi bóng và giữ bóng cực kỳ khéo léo, cùng với khả năng tung ra những đường chuyền đủ sức phá tan mọi hàng phòng ngự. Thậm chí Rollis còn sở hữu phẩm chất của một lãnh đạo khi đang là đội trưởng của Villa. Những màn trình diễn chói sáng khiến nhiều người tin rằng Rollis phù hợp với một bến đỗ đẳng cấp hơn. Và rồi, với túi tiền đủ đỉnh của mình, Man City có được chữ ký của Jack Rollis với giá 100 triệu euro, biến anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng. Dù Rollis chưa thể hiện được quá nhiều ở mùa giải này, nhưng Man City cũng phần nào cảm thấy an tâm khi họ đã rút ruột thành công đối thủ và không cho những đội bóng khác có được tiền vệ người Anh. Tiếp tục bay cao với đội hình không tiền đạo. Không phải ngẫu nhiên mà Kevin De Bruyne được vinh danh với giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này. Đây không phải lần đầu tiên tiền vệ người Bỉ nhận được danh hiệu trên. De Bruyne đã có một lần trước đó ở mùa giải 2019-2020, dù không thể đưa đội chủ sân Etihad vô địch. Danh hiệu này giúp tiền vệ người Bỉ cân bằng thành tích của những huyền thoại khác như Cristiano Ronaldo, Thierry Henry và Nemanja Vidic. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Man City có được danh hiệu này sau khi Ruben Dias có được nó vào mùa trước. Có thể nói, chiếc vô địch lần này có sự đóng góp cực kỳ lớn của De Bruyne khi anh cũng đã thiết lập kỷ lục cá nhân với 15 bàn thắng trong 29 trận đá đấu, trở thành cây sẵn bàn xuất sắc nhất của Man City mùa này. Đồng thời, cũng đã có đến 7 kiến tạo và chính những thành tích này giúp De Bruyne vượt qua Mohamed Salah và Son Heung-min để có được giải thưởng cao quý trên. Những đóng góp của Kevin De Bruyne không chỉ nằm ở thông số mà còn là khả năng kiến tạo lối chơi cũng như số cơ hội mà anh tạo ra. Bên cạnh kỹ năng chuyền bóng thượng hạng, bất chấp khoảng cách hay sức ép từ đối phương, De Bruyne còn biết cách thâm nhập vào vòng cấm và tận dụng khoảng trống để ghi bàn. Tiền vệ người Bỉ luôn có những pha xử lý cực kỳ gọn, dứt khoát và quan trọng nhất là vô cùng hiệu quả ở khu vực 1/3 cuối sân. Hơn thế nữa, De Bruyne cũng không ngại di chuyển không bóng, thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương và gián tiếp tạo cơ hội cho các đồng đội. Bằng chứng là Raheem Sterling, Phil Foden hay Gabriel Jesus đã thay nhau nổ súng để giải quyết khâu bàn thắng. Tuy nhiên, sẽ khá bất công nếu không kể đến những kép phụ khác, đặc biệt là Ilkay Gundogan, người đã có được hai bàn thắng quan trọng giúp Man City hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Aston Villa, thi đấu đầy kiên cường và nỗ lực. Bàn thắng của tiền vệ người Đức chỉ vài phút sau khi đội khách có được bàn thắng thứ hai đã giúp cho Man City nhanh chóng lấy lại tinh thần, để rồi Rodri có được bàn gỡ hòa và đích thân Gundogan ghi bàn kết liễu. Gundogan đã có cho bản thân một mùa giải cực kỳ tuyệt vời với 8 bàn thắng. Anh cùng với đồng đội Bernardo Silva là những kép phụ cực kỳ quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương mùa này của Man City. Bernardo Silva cũng có 8 bàn thắng và 4 kiến tạo với số trận ra sân tương đối nhiều, 34 trận, biến anh trở thành một trong những cái tên ra sân nhiều nhất ở tuyến giữa của Man City. Riyad Mahrez cũng có cho mình một mùa giải cực kỳ tuyệt vời khi chính anh chứ không ai khác là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Man City với 24 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 11 pha lập công ở ngoại hạng Anh, chỉ xếp sau De Bruyne và Sterling. Đương nhiên, cũng không quên nhắc đến Phil Foden, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa này, với một mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp kể từ khi bước lên đội 1. Thành tích 9 bàn cùng 5 kiến tạo thực sự không đủ để làm nổi bật những gì mà Phil Foden đã thể hiện trong suốt hành trình bảo vệ ngai vương của Man City. Phil Foden được đánh giá là một trong những tương lai sáng lạng nhất của bóng đá Anh, và chắc chắn tiền đạo sinh năm 2000 sẽ là thành phần nòng cốt của Man City trong những mùa giải tiếp theo. Đó là về mặt thành tích những cá nhân. Còn về lối chơi,
Man City luôn được coi là một trong những đội bóng chạy nhiều nhất và chuyển trạng thái nhanh nhất Premier League. Việc không sở hữu bất kỳ tiền đạo nào không những giúp cho đoàn quân của Pep có thêm nhân sự để hỗ trợ hàng phòng ngự, điều mà những tiền đạo thường không được đánh giá cao. Không chỉ vậy, khi Man City có bóng, số lượng tiền vệ áp đảo sẽ giúp cho họ nhanh chóng giành được quyền kiểm soát, thực hiện các pha chuyển trạng thái trong chốc lát, vì chính những tiền vệ tham gia phòng ngự là những trạm trung chuyển bóng cực kỳ hiệu quả. Để rồi, khi đối phương dàn xếp đội hình nhằm ngăn chặn các pha lên bóng, mọi thứ có lẽ đã quá muộn. Bằng kỹ năng chạy chỗ cực kỳ xuất sắc, rễ bóng luôn được luân chuyển đến chân của những tiền vệ hay hậu vệ cánh có khả năng dứt điểm nhằm kết liễu đối thủ. Có thể nói, từ Barcelona đến Bayern Munich và giờ là Manchester City, Pep đã nâng cấp sơ đồ không tiền đạo của mình lên một đỉnh cao mới. Một lần nữa, xin chúc mừng Man City với chiếc vô địch ngoại hạng Anh. Dù cho khởi đầu không mấy thuận lợi và trận thua trước Tottenham Hotspur, nhưng theo thời gian, đoàn quân của Pep đã bắt đầu lấy lại được nhịp độ chiến thắng và quét sạch mọi đối thủ trên đường đi. Dù cho không thể đánh bại được Liverpool trong cả hai lượt trận ở mùa này, nhưng hai trận hòa là quá đủ để họ có thể duy trì được vị thế dẫn đầu đoàn đua để rồi kết thúc mùa giải bằng một chiến thắng kịch tính trước Aston Villa. Xin chia buồn với Liverpool, họ cũng có một mùa giải cực kỳ hay, nhưng giờ đây nhiệm vụ của thầy trò Jurgen Klopp là phải nhanh chóng quên đi thất bại tại Premier League và tập trung vào cuộc đại chiến trước mắt với Real Madrid ở Champions League. Một danh hiệu châu Âu, thứ mà Man City chưa thể nào có được, cũng sẽ được coi là màn trả thù ngọt ngào mà The Cop dành cho The Citizen. Bước sang mùa giải sau, đội chủ sân Etihad hứa hẹn sẽ còn mạnh hơn với sự góp mặt của hai tiền đạo Julian Alvarez và Erling Haaland. Cùng chờ xem nếu Man City có thể sánh ngang được thành tích 3 năm liền vô địch ngoại hạng Anh như những người hàng xóm dưới triều đại của Sir Alex Ferguson từng làm được hay không. Nhưng đó lại là câu chuyện của tương lai. Còn giờ đây, Man City có quyền nghỉ ngơi và ăn mừng chiếc vô địch vì họ xứng đáng với những điều đó. Thành Manchester một lần nữa là màu xanh, nước Anh một lần nữa cũng sẽ mang sắc xanh da trời của đoàn kỵ binh Pep Guardiola.